4 sự thật có thể bạn chưa biết về đan móc thời nữ hoàng Victoria trị vì Vương quốc Anh. Sự thật số 4 sẽ khiến bạn thêm trân quý nghệ thuật đan móc. Sự thật số 1, đan móc ở giới thượng lưu phổ biến từ thời Victoria. Trước thời đại Victoria, phụ nữ đan len để giữ ấm cho gia đình, nhưng chủ yếu là ở tầng lớp thấp. Phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu hoàn toàn không đan móc, nhưng đến thời Victoria, giới thượng lưu bắt đầu coi việc đan móc như một thú tiêu khiển do nữ hoàng Victoria khởi xướng. Sự thật số 2, người dân thời Victoria đan móc mọi thứ trong nhà, họ bao phủ mọi thứ bằng ren móc. Bạn có thể tìm thấy những chiếc vòng cổ bằng ren trên hầu hết bộ quần áo thời đó, thậm chí ngôi nhà của họ cũng tràn ngập ren móc. Sự thật số 3, cuộc cách mạng công nghiệp là công cụ giúp đan và móc trở nên phổ biến. Mặc dù máy in đã được phát minh hàng trăm năm trước, nhưng sách cuối cùng đã được xuất bản rộng rãi với giá rẻ trong thời gian này. Phụ nữ được tiếp cận với các mẫu đan và móc được in chuyên nghiệp. Sự thật số 4, đan móc đã cứu nhiều gia đình Ireland khỏi nạn đói. Trong nạn đói khoai tây ở Ireland thời Victoria, nhiều gia đình dựa vào nghề móc ren để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mặc dù gần 2 triệu người đã trong vòng chưa đầy 10 năm, nhưng người Ireland vẫn sống sót sau nạn đói dựa vào thu nhập của họ từ nghề đan móc. Nếu bạn thấy hay thì follow mình nha.